thực ra thì khi mà tiếp xúc với các hộ nông dân ấy, thì mình cũng thấy là các hộ cũng rất là gần gũi, cũng dễ để mà chia sẻ. Đó cũng là một cái lý do để như thế là mình cảm thấy là thêm yêu nghề hơn. Nếu như mà sao soạn lại thì chắc chắn là mình cũng vẫn sẽ làm ra là cán bộ khuyến nông. Đàn gà của gia đình bà Đoàn Thị Theo đã được 4 tháng tuổi. 800 con gà được bà Theo nuôi bán chăn thả. Nếu như trước đây, toàn bộ gà sẽ được nuôi nhốt trong khu chuồng 100m², thì giờ đây bà Theo đã chia vào 2 khu chuồng và chỉ thả khi trời nắng. Như lứa tuổi của gà thì thực ra là món chị chăn bây giờ là thường là 4 tháng là xuất. Mà thường là chăn con hồ, thế mới con lai chọi thôi. Ba là con mía. Khu chuồng này là thường là vào được chuồng thì là được 500 con theo quy trình của khuyến nông của các cô Thanh. Cô cũng đồng hành với chị là cũng lâu rồi đấy. Thực ra là cũng trên khuyến nông là trước kia xây dựng chuồng trại là cũng được các cô tư vấn tập huấn, cô cũng mời đi, cô chị cũng được đi dự và cũng đi học hỏi, mà cô cũng thường xuyên về là trao đổi và giúp là lên như này lên như kia đấy. Thì gia đình cũng làm đại khái là nó không được tuyệt đối nhưng mà cũng đại khái là cũng theo có cô tư vấn là cũng làm được 7-8 phần. Những ngày mưa ẩm vừa qua khiến bà Theo phải nhốt gà trong chuồng hoàn toàn. Đây cũng là điều kiện để dịch bệnh phát sinh, phát triển trên đàn vật nuôi. Tuy nhiên bà Theo dường như không hề lo lắng bởi bên cạnh bà luôn có một cán bộ khuyến nông đồng hành. Nếu nói có 12 tháng cô phải lên 7-8 lần. Cô qua chị em ghé thăm chị chăn nuôi rồi thì ghé thăm gia đình về thứ nhất là chuồng trại, thứ hai là tình cảm chị em là về cái quê hương ở xã Sương Lâm, chị cô cứ về là cô lại lên với gia đình mình. Như thường lệ, hôm nay gia đình bà Theo lại đón một vị khách đặc biệt. Đây là người đã đồng hành chăn nuôi với gia đình bà Theo suốt 3 năm qua. Chị là Nguyễn Thị Thanh, cán bộ khuyến nông Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang. Như thường lệ, cứ 1 đến 1 tháng rưỡi một lần, chị Thanh lại ghé qua kiểm tra đàn gà của gia đình bà Theo. Chị ơi, thế trong cái quá trình chăn nuôi ấy thì là mình ngày nào mình cũng thả gà ra vườn à chị? Không, thực ra là như các cô đã được cho chị tập huấn này. Như các cô hỗ trợ là những giờ mưa là chị không thả. Vâng. Thế mà những cái quá trình về thuốc men là tức là thường xuyên là chị rất để ý để quan tâm về cái việc chăn nuôi và cũng để ý từng ngày. Vâng. Nhưng mà chị cũng chỉ có mình chị chăn thôi. Vâng. Nên thường xuyên theo dõi được, đảm bảo tối đa thì nó không có nhưng mà cũng được 7-8 phần. Vâng. Thế thì bình thường ấy thì là mình cho ăn là mấy lần trên một ngày hả chị? Bình thường thì một ngày này là chị đổ một lần. Khi nào hết sạch chị xuống kiểm tra sạch sẽ chị vâng. đổ lần hai. Vâng. Đó. Cũng có thể là do vì nhân lực thì có thể là mình đổ như thế là một lần một thức ăn trên một ngày. Thế nhưng mà trong như thế là quá trình chăn nuôi thì chúng em cũng khuyến cáo với lại các chị là lên là từ 2 đến 3 lần trên một ngày. Mình như thế là cho mỗi một lần nó cái lượng thức ăn nó vừa đủ thôi. Để cho cái thức ăn nó được thơm, nó được mới thì con nó sẽ là tăng cái tính gọi là thèm ăn của con gà lên. Thế thì để cho nó như thế là ăn được nhiều hơn thì nó sẽ nhanh lớn. Đấy. Thế còn ấy thì cái bình thường thì với những cái thường ấy thì là chị quan sát cái đàn gà trước khi mà chị cho ăn hay là cho ăn xong rồi chị mới quan sát? Không, trước khi xuống mà chị mở cái chuồng cái là phải chị đi xua hết. Vâng. Xua hết xem có biểu hiện gì không đã. Vâng. Xong bắt đầu mới đi cho ăn. Vâng, vâng. Bắt đầu mới đi cho nước nôi. Vâng. Bao giờ cũng kiểm tra như thế. Là một cán bộ khuyến nông tỉnh, chị Thanh sẽ luôn phải tham gia thực hiện các dự án, chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật xuống các cơ sở. Để làm được điều này, chị sẽ phải tự đi tìm hiểu các mô hình đạt tiêu chuẩn tham gia dự án để làm mô hình điểm tập huấn cho bà con tại các địa phương.
Điều này được xem là một trở ngại với những người làm khuyến nông tỉnh khi họ không có sự nắm bắt sát sao và quen thuộc như các cán bộ khuyến nông cơ sở. Khuyến nông tỉnh và cán bộ ở dưới cơ sở thì cũng có sự khác nhau. Bởi vì là ở phía trên mà triển khai xuống thì vẫn phải qua thông qua hệ thống cơ sở tham mưu với chính quyền địa phương và tiếp cận với bà con. Thì cái việc đấy là việc qua một cái giai đoạn ở trên lãnh đạo cán bộ khuyến nông của tỉnh thì sẽ là vất vả hơn và tìm hiểu kỹ hơn thì mới triển khai được. Còn dưới ở cơ sở thì phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện kinh tế của bà con, hộ chăn nuôi thì mới dám đưa vào. Và trước khi đưa vào được một cái hình triển khai như thế nào đấy thì phải tìm hiểu được đủ mọi điều kiện thì mới thực hiện được. Chúng tôi thì là thường hay triển khai các cái mô hình mà ở dưới cơ sở ấy. Thì cái điều kiện đầu tiên yêu cầu về cái như thế là các cái hộ đủ điều kiện để mà tham gia các cái dự án khuyến nông ấy đều là những cái hộ mà có chuồng trại tách biệt với nhà ở, cách xa khu dân cư, khu trường học, bệnh viện. Chính vì vậy mà cái đường xá đi lại nó rất là khó khăn. Đấy. Cái thứ hai nữa ấy, là cái nhận thức, trình độ nhận thức của người dân. Thì cũng phải nói thật rằng là các cái hộ chăn nuôi ấy thì là không như thế là cùng đồng nhất về lứa tuổi. Vì vậy mà cái nhận thức là cũng sẽ khác nhau. Đối với lại những cái hộ mà trẻ, người ta tiếp cận được với lại các cái công nghệ thông tin thì người ta sẽ nhận thức nhanh hơn so với lại các cái hộ mà có tuổi. Chính bởi những khó khăn ấy nên khi tiếp cận được các nông hộ, chị Thanh luôn cố gắng giữ mối liên hệ với người nông dân để có thể giúp đỡ họ trước, trong và ngay cả khi kết thúc dự án, giúp họ từng bước thay đổi nhận thức để mô hình chăn nuôi thực sự đạt hiệu quả. Và bà Thêu chính là một trong những nông hộ đã từng tham gia các chương trình tập huấn của chị Thanh và còn giữ liên lạc sau 3 năm tham gia tập huấn. Cô rất nhiệt tình và cô ấy tư vấn cho mà thực sự ra là tôi cũng học hỏi được rất là nhiều ở cô ấy tư vấn. Như ví dụ như là thứ nhất là chuồng trại, đầu tiên là con úm xong đến cái chuồng trại về cái vệ sinh môi trường. Thế rồi thì là cái phòng dịch. Đấy, cái thứ ba nữa là cô tư vấn cho đến cái cách xuất bán nữa để giảm thua lỗ. Nuôi dài quá thì nó sẽ vào cám rất là nhiều. Thế cho nên là cô tư vấn các công đoạn là mình học hỏi hết và cũng ghi chép luôn vào sổ. Ở các cái hộ mà thường xuyên giữ mối liên hệ với lại cán bộ khuyến nông tỉnh ấy, thì nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì là trong những cái lúc mà thời tiết nó chuyển mùa chẳng hạn đấy, đôi khi là các bác làm nhưng mà các bác không để ý thì mình có như thế là nhắc nhở các bác. Nhắc nhở các bác thì là các bác sẽ như thế là nhớ, để các bác coi như thế là làm thì nó sẽ như thế là giảm được các cái thiệt hại rất là lớn. Đấy. Vì trong nhất là trong chăn nuôi gà, nếu như mà mình chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể dẫn đến như thế hao hụt về đầu con rất là nhiều. Và nếu như hao hụt về đầu con nhiều thì cái hiệu quả kinh tế nó sẽ rất là nhiều. Theo bà Thêu, mọi công việc chăn nuôi trong gia đình đều một tay bà chu toàn. Đôi khi bản thân bà cảm thấy áp lực, mệt mỏi, đặc biệt những năm xuất bán gà không được giá. Tuy nhiên, từ khi có sự đồng hành của chị Thanh, mọi sự đã khác đi rất nhiều. Trong cái thời điểm mà giao mùa, mấy năm vừa qua có cô ấy đồng hành cùng với tôi, thì thực ra là tôi thấy hiệu quả rất là cao. Mà cái tinh thần của tôi là phấn chấn hơn, đấy, mà cái tự tin hơn. Đấy, nó là như thế. Đúng là một mình chăn nuôi, một mình tự xuất, tự bán, tự cuốc, tự xúc. Mà thấy cảm thấy là tự tin hơn. Thực sự là nói lại bảo rằng là không phải là tô vẽ đâu, như một người em gái đồng hành. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã phân công đồng chí Thanh thực hiện một số các cái chương trình như là chăn nuôi gà an toàn sinh học, chăn nuôi gà theo Việt Gáp, chăn nuôi phát triển đàn dê thích ứng biến đổi khí hậu. Thì với những cái kiến thức kinh nghiệm của mình, đồng chí đã triển khai thực hiện các cái mô hình khuyến nông tới các cái địa phương, và thông qua mô hình trình diễn thì đồng chí cũng đã chuyển giao được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất đến các bà con nông dân. Có được sự công nhận của người dân có lẽ là món quà rất lớn với một cán bộ khuyến nông như chị Thanh. Bởi theo chị, dù không phải là cán bộ cơ sở,
nhưng việc tiếp cận với các nông dân tại cơ sở chính là cốt lõi để chị và các đồng nghiệp tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang có thể hoàn thành tốt công việc của mình.